con thì bà con vui lòng đăng ký kênh để tạo cho mình cái động lực để quay những video tiếp theo cho bà con xem. Thì với clip này thì mình quay cho bà con xem về cái hình ảnh lá chanh dây mà nó bị lỗ này. Thì bà con cứ sáng dậy là không thấy con gì gây hại hết, nhưng mà thấy lá chanh mình bị ăn hết. Thì clip này mình quay trực tiếp vào ban đêm cho bà con xem về cái con bọ vừng. Con bọ vừng này nó gây hại vào ban đêm, nó ăn thủng hết lá của chúng ta. Chúng ta không biết là con trùng gì. Thì tại ban đêm này mình ra vườn mình kiểm tra thì bà con xem clip đó, toàn bộ là những con bọ vừng này nó cắn hết. Và sau đó mình tiến hành xử lý thuốc luôn, nhằm phun những cái thuốc côn trùng đặc trị cho nó và để xua đuổi nó. Đặc biệt cái này phun chúng ta phun vào buổi chiều gần xế tối trước khi mà ban đêm, và ban đêm thì để khi mà nó xâm nhập vào thì nó bám vào những cái thuốc này nó sẽ gây mùi và nó sẽ dễ chết hơn. Chúng ta phun ban ngày, nói chung là gần buổi gần tối và buổi thời gian vào tối thì con bọ vừng này nó thuận lợi cho cái việc nó đi ăn đêm. Và khi nó ăn những lá này vô tình thì nó bám những thuốc chúng ta phun lên thì nó sẽ chết. Thì bà con cũng thắc mắc là khi phun cái thuốc diệt trừ con bọ vừng này thì nên phun loại gì, thì hầu như là cái con bọ vừng này có rất nhiều loại thuốc xịt cho nó. Thì chúng ta mua những cái thuốc mà diệt ấu trùng chúng ta, những cái thuốc mà lưu dẫn chúng ta xịt vào thì nó mới có hiệu quả. Thì như mình hướng dẫn thì bà con nên mua cái super gun 600 EC thì cái đó phun cũng được. Thì tùy vào bà con, thì đây là cái kinh nghiệm mình chia sẻ tại vườn của mình. Qua cái clip này thì bà con nên cân nhắc một số người mà bị trường hợp này thì chúng ta xác định đã biết được cái con trùng nào nó gây hại trên cái vườn chanh dây của chúng ta. Một số bà con vẫn không hiểu tại sao mà cái lá chanh dây chúng ta bị ăn thủng lỗ rất là nhiều, nhưng khi sáng dậy thì không thấy một cái con côn trùng nào gây hại hết. Bà con nghĩ là sâu ăn lá, nhưng thực chất không phải, đó là con ấu trùng. Thì qua clip này bà con một lần nữa xin bà con đăng ký kênh để tiếp tục mình quay những video tiếp theo về những cái con sâu bệnh gây hại chanh dây, cách phòng trị và chữa trị như thế nào. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.